tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc, 110,9 độ kinh đông, nằm ngay trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng ven biển các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 16,5 đến 21 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo sẽ có gió mạnh, sóng lớn trên biển và nước dâng cho bão vùng ven bờ, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong tối 13 tháng 10. Ngoài ra, sẽ có gió mạnh trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ sáng 14 tháng 10 và mưa lớn ở khu vực Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ.